Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Cha Cha TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại video clip ngày hôm nay vào lúc 8 giờ tối ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024. Thì chắc là Chủ nhật cho nên rằng là người ta cũng rảnh ra. Hôm nay thì có một người gặp tôi và có một câu chuyện khá là thú vị. Khá thú vị. Hôm nay người gặp tôi thì có nói với tôi câu chuyện thế này. Đó chính là mặc dù có thể rằng là hạn chế, gọi là hạn chế thôi chứ không phải cấm à nhá. Hạn chế làm về vụ việc sư minh tuệ được không? Bởi vì dù sao thì cũng là cái người mà có ảnh hưởng ở trên mạng xã hội rồi vân vân và mây mây, thì hạn chế làm cái việc này để mà tránh tạo điều kiện cho những cái thế lực gọi là chống phá đạo Phật. Thế thì tôi cũng trả lời đàng hoàng và tôi liên tưởng đến câu chuyện nội chính mà tôi đã làm khoảng tầm 4 năm nay rồi. Và nói về tư tưởng của Bác Trọng cũng về lĩnh vực nội chính, và chúng ta có thể quán chiếu qua 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 cái việc sư minh tuệ tuệ thế thì tôi mới trả lời anh một câu như thế này: tại sao anh lại nói là chống phá, trong khi đó sao không nghĩ rằng là chúng tôi đang xây dựng đạo Phật, đang bảo vệ và xây dựng đạo Phật, một đạo Phật chân chính chánh pháp, đúng không? Tôi hỏi anh câu đấy và tôi có phân tích thế này. Có thể trên một số comment của mọi người nhìn thấy rằng là tạo điều kiện cho thế lực thù địch chống phá vân vân và mây mây, thế nhưng ấy, chúng ta nhìn vào việc sư minh tuệ cũng giống như là nhìn vào lĩnh vực nội chính của Việt Nam, thì chúng ta mới thấy rằng là đạo Phật là một đạo rất tốt, cũng giống như những người cộng sản chân chính là những người rất tuyệt vời. Thế chúng ta nhìn vào những người cộng sản chân chính thì thật sự đó là những người mà có thể nói một con người thôi nhưng mà hiệu triệu được hàng, như là một lời nói của họ, một cái động tác của họ có thể hiệu triệu được đến hàng triệu quần chúng sẵn sàng theo mình. Và đó là những người cộng sản chân chính khi họ giữ những phẩm chất, phẩm giá và đặc biệt giữ cái lý tưởng cộng sản. Và tôi đã gặp rất nhiều người ngay cả trong cái thời buổi hiện đại này, và họ đang ngày đêm có thể nói rằng là xây dựng, bảo vệ và xây dựng chế độ. Và họ là những người cộng sản chân chính. Và để bảo vệ chế độ, để bảo vệ đảng, họ bắt buộc phải loại những con sâu ra khỏi cái nồi canh. Cái này Bác Hồ cũng đã nói, Bác Trọng cũng đã nói. Và Bác Trọng cũng nói về một số người có cái tư tưởng luôn luôn đổ lỗi cho khách quan. Một số người thì trước khi mà làm cái vụ đốt lò ấy, làm cái sự việc đốt lò 10 năm nay ấy, thì rất nhiều ý kiến cũng đã nói rằng là cái việc công khai, cái việc chúng ta làm mạnh có thể tạo điều kiện cho thế lực chống phá nó đánh chúng ta kiểu kiểu như thế. Thế nhưng Bác Trọng cũng nói rằng là càng làm thì dân lại càng có niềm tin, và có niềm tin thì đương nhiên chúng ta có sức mạnh, và sức mạnh thế lực nào chống phá nổi, đúng không? Thế lực nào chống phá nổi được việc đó. Cho nên ấy, có nhiều ý kiến cho rằng là càng làm mà là càng công khai phanh phui những cái vụ tham nhũng, những cái vụ việc ra ngoài thì dân mất niềm tin, họ lo như vậy. À, thật sự họ lo như vậy và dân mất niềm tin. Nhưng không, Bác Trọng nói rằng là càng làm thì dân lại càng có niềm tin. Và sự thật đã được chứng minh qua khoảng hơn 10 năm chống tham nhũng đến bây giờ. Chúng ta thấy rằng là đảng chúng ta còn tồn tại và càng ngày càng có niềm tin là bởi vì chúng ta quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực. Là bởi vì rằng là người dân biết hết, chúng ta không nói người dân cũng biết. Chúng ta không công khai người dân cũng biết. Chúng ta không làm thì dân mới mất niềm tin. Còn chúng ta làm thì người dân mới càng có niềm tin. Đúng không ạ? Và đó là cái đã được chứng minh. Cái luồng tư tưởng thủ cựu rằng là cái gì cũng giấu giấu giếm giếm, cái gì cũng nội bộ với nhau thì nó tạo ra một cái hệ thống tham nhũng tiêu cực,
và tạo ra một cái sự suy thoái đạo đức cùng cực, và chính cái việc đó là hạn chế cái việc giám sát của người dân. Chính vì thế, liên quan đến vụ việc Sư Minh Tuệ này cũng thế, có nhiều ý kiến cho rằng là như vậy là tạo ra cái điều kiện để người ta đả phá cái đạo Phật tại Việt Nam. Tôi bảo không phải, không phải. Nếu như các anh không dung dưỡng, các anh không bao che, giáo hội xử lý quyết liệt những cái vị sư mà chúng ta gọi là sàm tăng, đến người ta phá cả cái giới của đạo Phật. Phá giới là việc đương nhiên rồi. Nhiều người sư đã phá giới. Bây giờ thử hỏi rằng là đạo Phật, là chúng ta thử suy nghĩ xem là có bao nhiêu người giữ giới, có bao nhiêu vị trụ trì thượng tọa đại đức giữ giới theo đúng những điều Đức Phật đã dạy. Vẫn nhiều vị sư, tôi vẫn biết chắc chắn là có nhiều vị sư họ không đi khất thực như là Sư Minh Tuệ, nhưng cái đạo của họ, cái hạnh của họ thật sự là rạng ngời, và cái trình độ hiểu biết của họ để mà giảng pháp thì thật sự là cực kỳ tuyệt vời. Vẫn có nhiều vị sư chân chính, nhưng mà vì chúng ta dung dưỡng cho những cái vị sư mà người ta làm tiền đó, làm tiền. Những vị sư mà như kiểu ông Thích Trúc Thái Minh là hơi một tí là chuyển vong áp vong, rồi thậm chí là chuyển nghiệp, rồi hoán nghiệp, cải nghiệp, vân vân các thứ nữa, rồi xuyên tạc và thậm chí rằng là thay đổi cái giới luật của đạo Phật, như là ông Thích Trân Quang. Đến mức độ như thế mà chúng ta cũng chỉ xử lý một cách nó rất là nhẹ nhàng rồi. Một người như vậy đâu xứng đáng là một vị, tôi nói thật là không xứng đáng là một vị cư sĩ, chưa bằng một vị cư sĩ, chứ đừng nói là một tỳ kheo mà lại còn ở trong chức vụ cao như đại đức với thượng tọa. Không có chuyện đó. Cho nên chúng tôi là chúng tôi bảo vệ đó. Đó, bảo vệ thì có hai cách: nhân danh những cái người và nhân nhân dịp những cái người mà có cái đạo hạnh mà truyền bá đúng cái giáo pháp của Đức Phật, như là Sư Minh Tuệ. Và thứ hai là chúng ta phải loại bỏ những cái kẻ xấu xa ra khỏi cái hệ thống. Và đó là cái cách để bảo vệ đạo Phật, chứ đừng nói rằng là đánh phá đạo Phật. Giống như rằng là kể cả người ta có đánh phá đi chăng nữa, nhưng nếu các anh làm đúng những điều Đức Phật đã dạy thì ai đánh phá được? Làm đúng những điều Đức Phật đã dạy thì ai đánh phá được? Đúng không? Giống như rằng là các quan chức mà làm đúng những cái điều mà Bác Hồ đã dạy, Đảng đã dạy, lý tưởng Cộng sản, bản lĩnh chính trị vững vàng, tức là lý tưởng Cộng sản lúc nào cũng phải có ở trong đầu, thì các vị đâu cần đi tham nhũng, đâu có nhà to cửa đẹp. Thế thì ai đánh phá được? Ai đánh phá được cái này? Và rõ ràng một câu chuyện là nhiều người, cái đạo Phật rất hay là đạo Phật hướng về bên trong, còn đa phần thế nhân ấy, thì lại hướng ra bên ngoài. Tức là khi xảy ra một cái sự việc nào đó, thì thay vì cái việc họ tự hỏi rằng là mình đã làm sai cái gì, mình đã làm lỗi cái gì, thì họ lại đổ lỗi cho ngoại cảnh, cho khách quan. Tức là họ không nhìn được cái lỗi của mình, và họ bấu được vào đâu, víu được vào đâu thì là đổ lỗi cho khách quan. Con người chúng ta cũng thế. Trong các việc vụ việc cãi nhau thì các bác có thể thấy rằng là có mấy người tự nhận rằng là mình cũng có lỗi ở trong đó. Trong những cái vụ việc ly dị thì có bao giờ chồng để đơn ly dị vợ, hoặc là vợ để đơn ly dị chồng, vân vân, thì có bao giờ là thấy người vợ hay người chồng thấy được là mình cũng có cái trách nhiệm, còn có lỗi lầm ở trong cái chỗ nào để xảy ra tình trạng như thế? Trong lĩnh vực xây dựng đảng cũng thế. Bác Hồ, bác Trọng thì hướng ở bên trong để mà tìm hiểu những căn cơ cốt lõi, thì rất nhiều kẻ là lúc nào cũng chỉ đổ lỗi cho bên ngoài thôi. Hơi một tí là họ sẽ thế lực thù địch, hơi một tí là họ sẽ chụp mũ, và hơi một tí là họ nói rằng là câu like câu view, mà không chịu nhìn nhận, phân tích để nhìn nhận ra được cái bản chất của vấn đề nó là cái gì. Đúng không? Nó là cái gì? Không chịu nhìn nhận cái lỗi của mình mà đổ lỗi cho cơ chế nọ kia, vân vân, tất cả không có lỗi của mình mà chỉ có lỗi của ngoại cảnh đấy. Cho lĩnh vực Sư Minh Tuệ cũng thế, nhiều người cũng đổ lỗi tại rằng là đánh phá đạo Phật hay nọ kia, trong khi đó rằng là nếu họ không giảng pháp sai, không tạo ra một cái sự bất mãn, một cái sự gọi là mâu thuẫn âm ỉ ở trong quần chúng, thì làm gì có sự hiện tượng Sư Minh Tuệ. Lúc đó Sư Minh Tuệ có gặp người ta thì Sư Minh Tuệ cũng là cái người bình thường, đúng không?
nên là trong ngoài kết hợp mới thành ra như thế. Cho nên là thay vì cái việc mà giải quyết ở bên ngoài thì tốt nhất anh nên giải quyết từ bên trong. Thì đây tôi cũng chia sẻ rằng là giáo hội phải tự giải quyết từ bên trong, tức là liên quan tới giữ giới ở trong chính giáo hội theo đúng những điều Đức Phật đã dạy, đúng chánh pháp. Đúng chánh pháp tức là những điều Đức Phật đã dạy, và một trong những cái cơ bản nhất cơ bản nhất, đầu tiên nhất và cụ thể nhất, đó chính là giữ giới. Một vị tỳ kheo mà không giữ giới thì vị đó có xứng đáng ở trong chùa không? Tại sao người ta cứ né cái chỗ này ra? Một vị tỳ kheo mà không giữ giới thì có xứng đáng ở trong chùa không? Mà chưa kể là tại sao là vị đấy còn lên chức cao, thượng tọa, rồi là trong ban thường vụ, rồi là trị sự, vân vân các thứ nữa. Có xứng đáng không? Phải tự hỏi mình câu hỏi đó. Chứ cứ đổ lỗi tại đánh phá, mà cụ thể đánh phá thế nào thì không nói. Đánh phá thế nào, cụ thể thế nào thì không nói. Nếu có vị gương mẫu, các vị soi xét, tự soi tự sửa ở ngay trong chính hệ thống, giống như lời Hòa thượng Thích Trí Quảng cũng đã chia sẻ đấy. Đó. Phải tự xem xét lại chính mình. Người ta gọi mình là thánh, người ta gọi mình là thầy, thì phải xem rằng là mình có xứng đáng là thầy không. Mình đã là thánh chưa? Chứ không phải rằng là người ta gọi thế thì bắt đầu là ngã mạn lại nổi lên. Cho nên ấy, cái câu chuyện này là câu chuyện là cũng tương đối giống nhau. Cho nên thực ra cái trang TV làm về lĩnh vực nào cũng thế, nhưng mà cái gốc của nó vẫn là cái gốc rất là nhất quán. Và tôi còn đã đưa lên trên cái trang, đưa lên cái chỗ tuyên ngôn của bên trang TV mà tôi lúc nào tôi cũng định kèm nó ở dưới cái comment đầu tiên, để mọi người là hiểu thêm về cái bản chất kênh trang TV nó như thế nào, nó cụ thể, nó rõ ràng, nó làm sao, chứ không có mập mờ, không có chụp mũ, không có đánh lận con đen. Đúng rồi. Cho nên cái câu chuyện tôi nói với người anh đấy là tôi vẫn cứ làm, cái mà tôi thấy đúng là tôi cứ làm, trừ khi anh chứng minh rằng tôi sai. Thì tôi sai ở chỗ nào thì phải chứng minh. Nhưng mà thật sự ấy, có những cái thế lực họ chỉ thích đi chụp mũ, họ chỉ thích đi diễn giải. Cho nên tôi mới nói rằng là bảo người khác xuyên tạc, bảo người khác câu like câu view, nhưng có bao giờ là tự xem xét lại chính mình xem là có tự câu like câu view hay không, hoặc là câu like câu view không nổi là bởi vì đơn giản rằng là không đúng với cái bản chất sự thật, không đúng với cái mong muốn của người dân. Cho nên rằng là người dân không nghe, người dân không theo. Cho nên là thay vì rằng là mình làm chưa đúng, mình làm chưa thật theo đúng như lời Bác Hồ nói trong công tác tuyên truyền dân vận, đầu tiên là phải nói sự thật. Từ sự thật rồi thì mình mới nói chuyện tiếp được, chứ còn mình không chấp nhận sự thật thì dân không nghe. Thật sự thế. Cho nên ấy, hãy tạo cơ hội cho dân mở mồm ra, cho dân mở mồm ra, thì Bác Hồ đã dạy từ xưa rồi. Chứ còn không phải là chúng ta muốn định hướng cái gì, chúng ta muốn dẫn dắt thế nào. Các vị cứ nghĩ, có nhiều vị cứ nghĩ rằng mình thông minh là mình dẫn dắt được, mình gọi rằng là định hướng được, nhưng cái định hướng nó phải đúng cơ, nó phải đúng theo chân lý cơ, nó phải đúng theo lý tưởng cộng sản cơ. Đó. Là những điều mà người dân mong cầu cơ, hay trong đạo Phật nó phải đúng chánh pháp cơ, chứ không phải là định hướng, là định hướng anh muốn người ta tin mình, nhưng anh chả có cái lý do gì để cho người ta tin, chả có cái diễn giải gì để bắt người ta tin, mà chỉ thay vào đó chỉ có đi chụp mũ người khác rằng là nghe lời bọn TikToker, YouTuber câu like câu view. Đấy là cách thức chụp mũ dễ dàng, nhưng mà họ không bao giờ tự hỏi rằng là tại sao người dân không nghe mình, người dân lại nghe người khác. Chả lẽ dân người ta ngu hết? Xin lỗi, dân không có ngu, đúng không? Dân không ngu. Và thời buổi bây giờ là thời buổi công nghệ thông tin, thay vì cái việc mà chúng ta mập mờ một người như ngày xưa thì chúng ta phải biết cách hòa mình vào quần chúng nhân dân, để biết rằng nhân dân muốn cái gì. Chứ không phải là dẫn bảo người dân bắt theo ý muốn của chúng ta được. Người dân không phải là con chó, con gà, con lợn mà con cừu để mà dễ lùa đi chỗ này, lùa đi chỗ kia. Mà người dân người ta cũng có cái tự chủ suy nghĩ, và người dân cũng biết là cái nào đúng, cái nào sai. Và trước hết tôi như Bác Hồ nói phải tôn trọng nhân dân. Muốn làm thầy nhân dân thì trước tiên là phải học trò của nhân dân đã.
Anh không làm học trò của nhân dân thì anh không thể nào làm thầy của nhân dân để mà lãnh đạo gì mà chỉ đạo được. Và muốn hiểu nhân dân, muốn yêu nhân dân thì phải hòa mình vào quần chúng nhân dân. Và nếu không hòa mình được thì đừng nghĩ những cái chuyện đó. Đúng không? Hãy tự xem xét lại mình trước. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.